cô chú anh chị. Thì bữa nay ở chỗ này người ta gắt hết nè cô chú anh chị, thì người ta mới cắt bữa nay luôn. Khúc quá trình đó thì còn lúa, từ ngay trang miếng này dài lên tới trên kia thì còn lúa, từ đây dài xuống, dài xuống ra tới hút cái chạy của nên ra tuốt miệng ngoài kia luôn, là người ta cắt rồi, người ta mới cắt rồi bữa nay nè. Lúa người ta còn để bao vàng à. Trời nay nắng đẹp, nhìn núi non thấy rõ luôn nè. Thì nên đặt ở ngoài đó đó, với đặt ở sát ở trong bờ nè, từ chỗ cái chạy cũng nên ở dài lại tới này, dài lại tới đụng đầu lúa luôn. Thì giờ này thì nên cũng đã đặt xong hết trơn rồi nè, nên cũng đã đặt rồi nên đặt sớm á, cờ nên cắm à, cắm nguyên dạt nè, dạt lên tới đầu lúa trên đó luôn. Quay tá lả chân đó. Đặt tùm lum dày cỡ luôn, bắt cho nó hết chuột luôn. Đây. Rồi thì bây giờ nên sẽ đảo lại đàn chạy, thì chút xíu tối nay chừng nào nên có đi thăm á, thì nên sẽ chia sẻ tiếp cho cô chú anh chị xem ha. Mong rằng bữa nay sẽ có lý ha cô chú anh chị. Thì mấy cái điểm này thì cũng có người đánh rồi chứ, người ta đặt tới lúc mà lúa, đặt lúc lúa chín á cô chú anh chị, lúa cây á, còn lúa là người ta đã đặt sơ chứ này. Thì chuyện này là nên chỉ đặt lại cái lúc mà lúa cắt rồi nè, thì nên đặt lại thôi, chứ còn lúc còn lúa cây là người ta đã đánh trước hết rồi. Mong rằng sẽ còn chuột, mong rằng tối nay sẽ có lý. Chứ thấy mình thấy đường cũng im lắm nè, nhưng mà chưa biết sao đây. Rồi nên hẹn cô chú anh chị lại tối nay nhé. Chuột bằng kia đó. Nên cũng xin chào cô chú anh chị buổi tối. Thì giờ này cũng 8 giờ, hai vợ chồng nên bắt đầu đi thăm bẫy nè. Thì trời thì cũng đang nãy mưa lâm râm cô chú anh chị, cho nên đợi bớt mưa nên mới đi thăm. Này, bà xã này nè. Hai, em chào cả nhà. Này, thì nên cũng mời cô chú anh chị cùng hai vợ chồng lên thăm bẫy ha. Thấy cái đường cũng đẹp đen con nè em. Thấy cái đường cũng im. Không biết sao đây. Có bảy người chết rồi. Chết luôn. Ồ, đây con bự nè em ơi. Ồ, đây con nhỏ luôn. Đây con nhỏ. Lúc này hồi sáng hồi chiều ông kia ông mặn con mở không. Đây con. Ồ, gì ấy? Ngồi dính nữa em ạ. Đèn này lỡ rồi. Cái bên đây dính không? Ồ, cái này đường mòn yên quá mà chết. Bảy bụi dưới đây. Bảy đặt. Bảy đặt chuột cũng nhìn mà. Chở. Bảy dính chuột đặt nên đặt cái chuột cũng nhìn như này nè. Nó cái hàng chà bá rồi dính chuột cơm ba lớn bo tài để nên đặt lại bảy bự dính chuột nó xíu này rồi dính luôn lại này dính luôn nè, đặt con nhâm mà dính chuột cơm đổ đi cái bảy bạnh chi đây ngon. Bạnh không à? Gái không? Chuột này có mập. Chuột có mập á. Quất.
chết luôn. Bự nhỏ. Bự. Nãy giờ quên để không mấy cái rẫy đặt ở trên. Quên để ý mất tiêu. Bự nhỏ. Nhỏ. Nhỏ hả? Con. Chuột con thì chuột con là con chuột. Chuột quốc. Này dính không? Này dính con bự nè em ơi. Bự không ha? Này mà luồng này mà phải người ta không có đặt lúa chín là ngon dữ lắm luôn. Cái này dính con. Ờ, hai cái hai con lên đây. Hai chục con. Đó đó. À, vô trong lỗ đó. À, hai cái hai con. Kìa. Làm chi kìa. Chứ nổi. Này có dính đúng không? Ồ, cái này chết quá rồi. Đừng có nha. Lũng cụ mèo lắm. Ừ. Rồi cái đó ghim lại. Quay ngược cái gặp lại. Bự nhớ. Bự. Không nghĩ gì người ta à. Mới đẻ. Ừ, còn ốm. Mập nó nhẹ đây con u cống cống tơ đặt cái bẫy cống thì không dính cống mà đặt cái bẫy chuột cơm dính con cống nãy giờ cái vạt này dính nhóc không cô chú chị đây con u cống luôn cống tơ thôi mới đây cái này dính cống nè giờ qua đây dính cống nãy cái bẫy đó thì dính chục cơm cống bẫy này có đúng không bẫy này chết rồi ồ đây dính cống ồ kẹt kẹt cú cú không được đâu thả vô đi thả vô đi nè, kẹt ngửa mình nè cho luôn rồi vô không hết này nguyên bài cống tơ kệ trên đó con nè đó này bên đây con nè rồi kẹt rồi ngẽo rồi con. Nó bự nhỏ nè đây cũng đang con quá ồ này cũng im lắm cô chú anh chị nè được nhiêu nè một con anh quái luôn hả em quái cái bên này dính không? Ồ, cái này con nữa. Hai cái hai con kế bên luôn. Vô. Vô tay hả? Nó quấn quải. Cái này chưa quất, cái này dính nè. Ba cái mà cái chết. Hai cái dính. Nè. Đặt khúc sao không?
đây đây con bự rồi. Điện ra cái đôi môi cái hằng nhỏ nhỏ nó chịu dưới chỗ hả? Ừ, thầy không biết có người đặt nó. Hai vợ chồng nên cũng đã về tới trại nè, thì để nên căng thử được nhiều hả cô chú anh chị. Này thấy cũng trúng nè, đó một gọng luôn, 10 kg không? 9 kg mấy? 9 kg 8 thì còn 7 kg. 7 kg luôn. 7 kg như 7 kg 6. 7 kg rưỡi đi. Ừ, 7 kg rưỡi. 7 kg rưỡi nữa cái chuột con rồi. Ừ, cũng 7 kg chuột lớn. Ừ. Thì cứ tối không là bữa nay nên được 7 kg rưỡi của chúng chị. Chuột con ô một gọng quá sướng sướng sướng. Đã gì đâu. Đó. Một gọng ngon lành. Rồi thì nên cũng buổi tối nên cũng chúc cô chú anh chị ngủ ngon và mơ nhiều giấc mơ đẹp ha. Hẹn cô chú anh chị lại sáng mai. Bye bye. Chứ sao? Thì nên chào cô chú anh chị ngày mới ha. Thì sáng hai vợ chồng nên đi gom lạch chuột nè, nên mới lội ở ngoài cái đám lát tuốt ở ngoài đó đó cô chú anh chị, nên mới gom ở ngoài mấy chục cái nè, vô được bên bà xã nên thì được 3 con chuột bự, 2 con chuột nhỏ, còn bên nên thì được có 2 con chuột bự, 1 con chuột nhỏ. Thì còn cái luồng này đây là dài là tới đằng chạy thì nên chưa có gom, còn cờ kìa, nên chỉ ra ngoài nên gom trước á, tại bữa nay nên gom trễ là nên gom trễ là tại vì nên đi cuốn lập ớt đó cô chú anh chị. Hôm qua nên có đặt 10 mấy cái lập ớt ở bên đồng bên kia, thì sáng nên đi tranh thủ nên đi cuốn lập ớt trước rồi nên mới cuốn lập chuột sau, cho nên phải cuốn trễ đừng đi sát quá vậy, cho nên gom trễ. Này không biết đặt cái đậu đây, cái đó tối dính con mà sáng chưa quất, cái này có dính không, cái này chết luôn. Hồi bữa nay giờ đừng con nó sắn cái cỡ lên hả, con cá hả, gì không mà sáng giờ 10 không à, ồ dính trống luôn, trống chùm bẹp nữa à. Rồi kẹt giò nữa, kẹt hơn nửa mình nữa. Đây con gì? Đó con nè. Tối mấy cái này cũng dính cống, giờ cũng dính cống nữa. Nguyên bầy nè. Nó lọt cái bẫy nè. Con dính 3 con, rồi dính 2 con. Ừ. Chỗ có cống không dính. Là phải sao dăng ra tuốt ngoài này luôn nè. Hay bị sảy. Thì khi dính đuôi á cô chú anh chị. Đừng cho nó lôi cái bẫy của mình. Thì chiếc quốc à, thì sáng hai chồng nên cũng đã xong xuôi chưa, sáng được 3 kg không vậy? Không được đâu. Thì bự đâu được 3 kg đâu. Bự nhỏ luôn á, đến hết á. Thì tối mình 7 kg rưỡi rồi. Bự nhỏ luôn 7 kg rưỡi thì sáng không được 3 kg. Sáng nữa cũng được chục ký chứ dễ gì không được chục ký. Tự chục ký hơn chục ký. Cỡ chục ký rưỡi rồi. Hoặc chục ký 2 rồi. Vậy. Được 2 con cống nhum. 2 con nhum mà khẻo hết con kìa, con kẹt cái đầu của mình nè. Nhum con. Tối được 3 con. Vô cắn dữ. Ừ. Tối được 3 con, sáng được 2 con. Cắn quá trời cắn nè. Ừ. Ồ được 2 con bự 2 con nhỏ. Ừ.
Thì 27 7 hai con, hai con hai cái là con bự con nhỏ. Là nhỏ bác có tật hèn chi quá chậm đâu phải rồi. Rồi thì giờ cứ tối với cứ sáng luôn nên cũng được kiếm được chục ký của chú anh chị ơi. À, cũng được chục ký chuột thì bữa nay thì cũng ổn ha, cũng ngon rồi cô chú anh chị. Hôm qua không có chuột, bữa nay có chuột. Ừ. Quá im luôn. Ngày kiếm chục chục hoài là khỏe. Ngày kiếm chục chục là ngon. Rồi xong. Chặt cái đuôi. Đúng rồi. Thử nó đi. Rồi thì video của nền đến đây cũng xin tạm dừng ha. Thì giờ ngẽo rồi, nên chút làm luôn. Thì nên cũng xin hẹn cô chú anh chị lại video sau. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ. Bye bye. Chào giờ.